Chào các bác nhé, hôm nay em lại cho cá ăn buổi sáng. Hôm nay nhớ không nhầm là buổi sáng ngày thứ 42 à? Buổi sáng ngày thứ 42 sau thả giống. Hôm qua thì em mới thay nước mới, còn cũng chưa cho được nhiều lắm vào. Vì cái bể giếng nhà em nó ít, kia đang xả thêm một ít nước à. Đấy thì cá hôm nay thấy ăn rất mạnh, rất phấn khởi là chân cá cám xuống là cá ăn mạnh. Mấy hôm trước nó hơi yếu yếu sao ấy, cho xuống nó không ăn mấy. Dưới cái đáy bể của em nó cũng hơi nhiều rác, chắc là hôm nào phải vận chuyển cá ra chỗ khác, sau đó thì khoáng thay hết ấy. Mà thay hết thì sợ cá nó sốc nước không, chưa biết làm nào mà có thể hết lứa này mình thay, hết lứa này mình thay luôn cả bể, thay đợt tới này không cho bùn nữa, không cho đất nhiều nữa, cho nó trong bể sạch bể. Đây có nhiều đất nhiều bùn nên nó hơi đen, đen bể. Đây có một số cái bèo em nhìn thấy nó tách ra rồi sao, tách có nghĩa là nó sinh sôi ra những cái bèo bèo bé bé tấm tấm. Nếu mà sinh sôi được thì tốt quá, lâu lâu mà nó nhiều bèo em lại vớt ra em cho xuống ao cho cá chê ăn, và cho cá chấm ở dưới ao ăn. Được, cá ăn rất mạnh. Sắp đến mùa đông rồi, bây giờ trời se se lạnh. Năm nay không thấy có mùa hè mấy, chỉ hơi nóng được có 2-3 tuần, gần một tháng trời nắng nóng. Sau đó là mưa rầm rề suốt. Đến 1-2 tuần nay là bắt đầu thấy nó mát rồi. Đi xe máy là đi làm là phải khoác cái áo rét, nó khoác mỏng. Cá nó rất ăn. Cá rất ăn đợt này. Ăn một lúc đầu ăn ầm ầm, bây giờ lại thấy vơi vơi. Chắc nó no, nó lặn bớt xuống. Đổi cho con khác lên ăn. 200 con cá trong cái bể này. Bây giờ nó lớn rồi nên là chắc là một tuần em phải thay nước một lần. Dâng nước cao cao lên tí cho nó sạch. Cá vẫn đang ăn. Nhưng nó này thôi chứ một lúc nữa là nó ăn hết rồi. Cám này cứ để thế một lúc nó ăn hết. Đấy, vẫn ăn lác đác. Rồi em chào các bác nhá, em hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của em nhá.